Hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai 3 chốt kiểm tra khai báo y tế trên quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh này khi dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Tại các chốt này, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tất cả các lái xe dừng phương tiện để vào khai báo y tế, xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính mới cho thông chốt. Những trường hợp lái xe hoặc người ngồi trên xe không có giấy chứng nhận này có thể đóng phí để được xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chỗ. Qua dịch vụ này, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện nhiều ca dương tính mà sau đó xét nghiệm khẳng định đã xác nhận đây là dương tính thật. Đơn cử, chỉ trong sáng 8 tháng 7 năm 2021, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra nhanh phát hiện có 3 trường hợp dương tính COVID-19. Tất cả các trường hợp này đã được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR. Trước đó, ngày 7 tháng 7, tại chốt kiểm tra trên quốc lộ 51, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 người có kết quả dương tính COVID-19 qua xét nghiệm nhanh. Xét nghiệm real-time PCR sau đó cũng cho kết quả tương tự. Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trên quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Đồng Nai về địa phương, có 3 chốt kiểm tra khai báo y tế, tất cả những người trên các phương tiện. Tại 3 chốt đều có lực lượng y tế kiểm tra nhanh COVID-19, lái xe và những người ngồi trên xe. Chỉ có những trường hợp có giấy chứng nhận kết quả âm tính COVID-19 hoặc kiểm tra nhanh âm tính COVID-19 tại chỗ mới được vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.